bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của tám giải thoát có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng. Không thiện hiện, bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không, chẳng phải có, của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không, chẳng phải có, của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của bốn niệm trụ có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của bốn niệm trụ có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dẫu không chẳng phải có của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát không có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của pháp môn giải thoát không có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện